Xin chào thầy anh em nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em bộ thớt Denon. Con này hiện tại thì nó có 3 thớt. Thớt này là thớt CD nhưng mà không còn hoạt động nhé. Thớt cassette này thì cơ ra vào nhưng mà cũng không hoạt động, cho băng và không chạy. Có nghĩa là còn đúng cái thớt âm ly này là chạy được ngon thôi. Anh em cắm điện thoại vào máy tính. Điện thoại máy tính vào nghe nhạc nhé, kép loa vào nghe nhạc. Đây, đánh cặp bass 27 này, rất là phê luôn. Công suất đằng sau thì chắc là cũng 7-80W gì đấy thôi, để em xem nào. Nhưng mà đánh ghép loa Nhật đánh rất là phê. Xem nào. USC55. À, con này 50W, công suất tiêu thụ là 50W anh em nhé. Nhưng mà ghép loa Nhật thì đánh rất là phê luôn. Trừ mấy cái dòng mà gân cứng, ví dụ như loa full chẳng hạn, gân cứng nó khó đẩy thì không nên đẩy, đẩy vào tiếng nó sẽ bị khô. Ghép với loa Nhật những cái bọn mà bằng giấy, gân vải hoặc là gân mút ấy, hoặc là gân cao su, nhưng mà dòng dòng gân mềm thì là ngon, ghép vào tiếng nó thoát hay. Còn trừ các cái dòng loa full tiếng cứng ra thì anh em không nên ghép nhé, ghép vào nó không hợp đâu, không đẩy ở đâu. Nhưng còn loa full karaoke anh em phải chơi đẩy công suất lớn thì mới phang được. Còn bộ này thì bộ để nghe nhạc anh em nhé. Em cắm điện thoại máy tính vào dùng làm âm ly như bình thường thôi. Anh em có thể bỏ rời hai cái thớt này đi hoặc là lấy nguyên cái thớt này cũng được. Em tặng cho em cả bộ này luôn. Em bán này, em bán cái âm ly này thôi nhá. Nhưng mà mấy cái thớt này dưới này em tặng luôn nếu anh em cần. Tặng luôn cho đẹp. Đánh rất khỏe đấy, đánh những cặp loa Nhật như này rất là phê luôn. Giá thanh lý cho anh em 1 triệu, dọn kho thanh lý 1 triệu cho anh em nhé. Núm này nó có cái vành viền vàng trong mạ vàng thì rất là sang. Cái đây cái CD này có cái logo này nó cũng mạ vàng nữa này. Đấy, đây thức cassette có cái màn hình. Đấy, thanh lý cho anh em 1 triệu không mặc cả. Anh em chuyển khoản cho em gửi hàng cho anh em nhé, chỉ 1 triệu thôi. Anh em mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi thì chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Em vẫn ship toàn quốc cho anh em nhé, và bọc xốp cẩn thận cho anh em luôn. Hàng hóa đảm bảo về đến nhà nguyên si nguyên vẹn như là lúc em quay video lên cho anh em và hoạt động tốt. Nếu mà do vận chuyển mà nó hỏng hóc gì thì em sẽ nhận lại toàn toàn bộ sản phẩm nhé. À, chào anh em.